Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính phần trăm nha. Bây giờ mình có một cái bài là 20% của 80 là bằng bao nhiêu. Đối với các bài như thế này á, thì mình sẽ bỏ con số 0 ở cuối cùng này. Sau đó mình lấy 2 nhân cho 8 sẽ bằng 16. Rất là đơn giản luôn. Còn đối với các bài tiếp theo là 11% của 76 thì các bạn tính sau. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính cái bài thứ hai này nha. Thì mình có 3 cách để mà các bạn có thể tính được 11% của 76. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 cách luôn nha. Cách thứ nhất là các bạn lấy 11 nhân cho 76 rồi chia cho 100 sẽ bằng 836. 836 là kết quả 11 mình nhân cho 76 nha. Rồi bây giờ mình chia cho 100 này sẽ bằng 8,36. Đây là cách thứ nhất nha. Còn cách thứ hai là mình tính 1% của 76 trước, là mình lấy 11 chia cho 100 sẽ bằng 0,11. Đây là 1% của 76 nha. Còn bây giờ các bạn muốn tính 11% của 76 thì các bạn nhân cho 76 thôi, là nó sẽ bằng kết quả 8,36. Đó, hai cách này thì cách nào các bạn cũng có thể áp dụng được nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ ba. Bước đầu tiên là các bạn tính 10% của 76. 10% của 76 sẽ bằng 7,6 nha. Rồi sau đó các bạn tính 5% của 7,6 này. 5% sẽ bằng 3,8. Rồi 1% của 3,8 sẽ bằng 0,76 nha. Rồi ở trên đây thì nó để là 11% này, thì bây giờ mình sẽ vẽ xuống đây cho các bạn dễ hình dung. Rồi bước này các bạn lấy 10% cộng cho 1% này. 10% đây với 1% đây. Các bạn lấy kết quả đây nha. Các bạn cộng lại với nhau. 10 cộng cho 1 là bằng 11 trên đây nha. 10% này cộng cho 1% là bằng 11 này. Thì mình lấy kết quả đây. 7,6 cộng cho 0,76 sẽ bằng 8,36. Đó, thì ba cách này nó cũng đều ra kết quả là 8,36 nha. Còn nếu như mà trên đây là 16% á, thì các bạn cộng 5% đây vào nữa thì nó sẽ ra kết quả thôi. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách tính phần trăm qua hai cái bài này nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.